Quan Âm tự động Ba Cô. Là có ba cô ở đây tu hả con, rồi mất ở đây hay sao cô? Nhà là ba cô ngự đây. Ở nhà nhưng mà chỉ có xác ở nhà, còn cô vẫn nhiên ở đây. Dạ. Giờ có thần tiên rồi đó. Dạ. Con cưng đó đi đây nè, vòng dây nè, qua đây nè. Qua này, vòng xuống. Qua này thành nhũ. Dạ. Nó lên đảo. Đi lên đi em trai ơi. Chị qua được mà lấy cưng qua không được, hang mày đẻ chứ qua được, nó hang này chú không được. Đi nào. Thì nói bà cô đi linh lắm nha. Bạn muốn cầu cái gì đó thì cầu đi. Núi Bà Đen này chỗ nào cũng là đất địa linh thiêng hết. Cầu mong ba cô độ cho con được thật nhiều sức khỏe. Ở tại núi Bà Đen tối nay chứ không ai ngủ luôn á. Giờ đây gần 1 giờ rồi, giờ là 12 giờ 58 phút luôn nha. Đó, động Ba Cô kìa. Rồi chú lên hả? Dạ. Đến giếng núi Bà Đen mà mình bỏ qua này này thì cũng thật là đáng tiếc đó cả nhà. Nghe nói nơi này cũng rất là linh thiêng. Đó là động Ba Cô và chùa Quan Âm. Thì Hiệp Bích Hành cũng xin mời cả nhà cùng đồng hành để đến động Ba Cô. À, giờ này thì cũng đã có một ít người đã chìm sâu trong giấc ngủ, cũng như còn một vài người như mình cùng khách hành hương đang trên đường đi đến động Ba Cô nè cả nhà. Heo bữa nay xinh lắm, quá nhức đầu. Thôi chị thấy cưng bữa nay hơi sung nghe không? Thấy đi sao anh đẹp trai cái đi nhanh dễ sợ. Chứ tôi phải đẹp trai cái đi nhanh vậy hả? Đường lên chùa Động Quan Âm nha. Mình cũng đi một vòng ban đêm ở tại chùa Bà cho nên mình chia sẻ đến cho cả nhà mình xem để thấy giờ này ở chợ núi chùa hang là sẽ hoạt động như thế nào. Ai ngủ ngủ nha, ai đi đi nha. Ai thức thì đi, ai nhắm mắt ngủ. Mày, ai mệt ngủ chưa? Bạn nó đi CD. Ê, heo, nó đi yếu không mày heo? Không còn ăn hay bán chưa vậy đi. Cũng hơi thở nha. Làm như ban đêm bị tuột taxi á. Hơi thở nha. Hơi thở nha. Cầu thang kia là đi cùng nhau, cầu thang này. Quả này mũi cứ giận tránh nhau. À mệt rồi. Phẹo quá, phẹo quá. Giờ này còn hai bạn này đang thức. Lần theo cầu thang nè, dịnh cho nó thở. Lần đây nè. Lần đó đi. Hả? Nó vô rồi cái. Nó vô. Đi nhanh lắm nghe cả nhà. Nó vô cơm mà, vô pin này. Không nha, lên tới chỉnh đỉnh núi là 986 mét nha. Nghe tiếng chuông chùa vọng đâu đây rồi đó nha.
Đường đi lên động Ba Cô có rất nhiều bậc thang tăm gấp và dốc đứng khó đi. Nếu như cả nhà mình vượt qua dốc này thì mới lên tới được đỉnh động Ba Cô cả nhà. Thì mình đi lên đây mình cần phải có một sức khỏe dẻo dai và một đôi chân cường tráng. Chứ mình đi giờ này mình giống như cơ thể mình đang ngủ á, mà mình thức mình đi á nên ra khá là mệt luôn cả nhà. Giờ này là 1 giờ rồi mà ba chị em còn đang thức đi đến động Ba Cô. Nghe nói nơi này rất là linh thiêng, mình cũng muốn đến đây để chia sẻ cho cả nhà mình biết về động Ba Cô này, để cả nhà mình có dịp có một chuyến nào đó lên Tây Ninh thì cả nhà mình ghé về động Ba Cô nha cả nhà. Rất là nhiều bậc thang đứng như vậy nha. Mình đi tới đây chỉ là mới phân nửa thôi cả nhà ơi, còn rất là xa, tuốt ở phía trên á, đi mình nghe tiếng chuông chùa chứ còn xa lắm. Ra thở dốc nha. Từ từ bạn ơi, bạn đi vòng đi cho nó đỡ coi. Xin thần thần leo núi cho sức khỏe bình an, cho sức khỏe bình an, cho thầy dẫn nha, thầy niệm nha. Ở đây rẻ nha, có 20k Thái ơi, dẫn niệm luôn 20k nè. Nếu các bạn thì lên tới nha, thầy dẫn 20k đó nè, 20k, 20k nằm luôn. Nằm đâu hết tụi con dẫn đấy. Bạn này gió đâu bạn nằm, trời nó dưới mất còn sáng. Đi bạn ơi. Tới rồi. Ông Ba Cô mà tưởng đâu lạc vào cũng tiên bên đây nè. Ê, cái hồ vô. Hồ ơi, đẹp nha. Giống hồ tiên á heo ơi. Chụp hình tha phái rồi. Ừ, giờ này chụp hình giống hồ tiên nè heo. Heo vô đó ngồi đi. Heo đó ngồi bước cho nó đi. Bước cho cục đá đi. Giống như heo rửa chân vậy đó. Nhưng mà phải ổn nha. Xuống cục đá đó đó. Chưa ổn chưa? Chưa nha, chưa ổn nha. Hay là vô đi xuống cục đá này được không? Đúng rồi đó. Được. Đâu có xuồng nào đó, người ta để người ta chụp hình đó bà. Ở đây nè, giống như gan như là tiên rồi đó. Cái này người ta làm chết trời ơi. Sao đẹp không? Đã nó béo thành ốm mà cười hoài trời chứ. Đang ấy nướng cho Thái ơi. Giống. Đâu đó coi nè. Cũng giống như tiên chặt. Trời ơi, đúng là tiên giáng trần rồi. Tiên giáng trần đang xuống nha. Trời ơi, bạn biết gì chưa? Giờ bạn ngồi đi. Cái bụng nó cứ mắc đây nè. Ôi, đẹp nhất đá ở đây nè. Mình vô đi. Chụp ảnh trước đi. Rồi chụp ảnh phải không? Nè. Ừ. Bạn ngồi xuống á. Chứ ai mà đứng gì, bạn ngồi xuống đi. Bạn ngồi xuống đi. Ngồi xuống ấy nước đấy. Bạn ngồi xuống gì nè, ấy nước gì nè. Đó. Nó đúng rồi đó. Trời ơi. Ừ, bạn nhìn xuống dưới đây, ở nhìn tự nhiên đi. Đó, đẹp quá heo ơi, rồi quá đẹp luôn. Thôi xuống cái đó luôn, xuất sắc luôn. Ngồi xuống rồi đi chống mặt nó. Đẹp ha. Quay đi đi, quay hết cái này đi. Đi nè. Bạn có đi qua cái cầu đó không? Không. Cầu đó cái cầu vậy. Cầu đó để dính chụp hình đó. Nó đâu kì vậy? Ôi cái nước nè, hay ha. Ở trên đó mà xuống đây mà thối ra đâu, tuôn trào được đi. Giống như là bồng lai thiên cảnh vậy đó heo ơi. Đi. Một chiếc xuồng con bé tẻo teo, mặt hồ phun khói nước trong veo. Ai bảo giờ này không ai cúng, anh đông khách thập phương đến viếng chùa. Ăn một tiếng vui nè. Ôi lên cúng
đi mới ăn đây ăn hoài vậy. Bánh canh mì gói kìa trời ơi, nhóc trên kìa, trên đây ngon hơn dưới nè. Quan Âm tự động Ba Cô. Đường đến động Ba Cô dốc thẳng đứng, nhiều bậc thang khúc khỉu quanh co. Đó, cả nhà mình thấy cái đường đi nó rất là cao, rất là dài nha. Đó, mình quay mình chia sẻ cho cả nhà mình xem nè. Hai đứa em mình giờ này nó vẫn còn sức, nó đi rất là hay nha cả nhà. Tuy gần hơi mệt nhưng hai bạn ấy cũng rất là cố gắng. Hello Heo ơi, xây lại coi. Thì bên nào không được. Này về trên nhà tắm nè. Đi lên. Ngồi xuống mình đi ngày ngày đi luôn. Lên cúng đi. Đừng nói bạn đi qua đó ẹp nha. Đi vệ sinh đó. Đi luôn đi. Trên này có nhà vệ sinh, nhà tắm cũng rất là sạch sẽ cả nhà. Nếu như cả nhà mình có lên trên này nghỉ ngơi thì mướn võng nè, mướn niệm nè. Ở trên này có cho mướn 20k đó cả nhà. Hồi nãy Hiệp Khánh Thành cũng có chia sẻ đó. Đó thì cả nhà lên trên phía động Ba Cô này nghỉ ngơi cũng rất là mát nè. Nhưng con cái là lội lên trên này thì hơi xa nha. Đi lên nó cúng cây xuống nghỉ. Một giờ đây nè. Đi ngang đường vậy nè. Phải không? Có người ta đi bên dưới mà. Đây nó nhẹ ha. Nè, động Ba Cô nè. Động Ba Cô cả nhà. Nó đây rồi đi vòng đó xuống. Đi đây hả? Ừ, đi nó đi vòng xuống. Đi. Đi thấy. Ngủ nè. Đi lên. À, chia sẻ con chỗ ngủ lý tưởng nha cả nhà. Nè, trên động Ba Cô mới có nha. Mới thấy em nghỉ nè. Đó, động đó. Xá đi. Nó cũng đi, cũng đi. Rất là đẹp nha. Cúng chỗ này đi, cúng cúng trước đi. Cái này cũng trước xin thăm gì đó, Ngọc Linh nha. Đây là hang thờ Ba Cô cả nhà. Đó thì phía trước là thờ Ba Cô, tượng chính giữa là người cả và hai bên là người em thứ hai và người em út. Đây mình chia sẻ một vòng cái hang động Ba Cô cho cả nhà mình xem nè. Một cái nơi rất là huyền bí linh thiêng. Là có ba cô ở đây tu hả cô? Thì người mất ở đây hay sao cô? Nhà là ba cô ngự đây. Ở nhà nhưng mà chỉ có xác nhà cô thì nguyên ở đây. Nhà. 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 Con chúc cô sức khỏe, con lì xì cho cô ơi. À, cô sức khỏe nha. Ngồi thì có công đức rồi ngồi chứ thấy thấy thương quá. Giờ này mà ngồi một giờ mấy mà rửa chuông cho khách hành hương. Thì tích tương truyền vào khoảng đầu thế kỷ thứ 20, nơi gần thiên nước Độc có ba chị em gái cùng sinh sống ở Long An lên núi Bà Đen tu hành. Thì hàng ngày ba người xuống dưới núi cứu dân chữa bệnh, đêm tối thì lên núi này cùng nhau tu hành. À, theo như lời của người dân kể rằng thì thấy ba cô gái ngồi thiền định trên một tảng đá suốt cả chục năm trời mà
không thấy ăn uống, nhờ hấp thụ linh khí trời đất, ba cô gái dần già tỏ đường sinh tử và biết được ngày giáng sanh của mình. Sau khi ba cô mất thì người dân đã lập điện thờ tại hang động này, dưới tại cái hang đá xưa kia ba cô thiền. Chính vì sự linh thiêng phù hộ của ba cô độ rất là nhiều người, và khi người dân đến đây cầu được có thấy thì mọi người truyền tay nhau về động ba cô này. Đó, thì động ba cô này càng ngày trở nên càng nhiều người đến đây viếng cả nhà. Thì động ba cô này linh thiêng nhất là người ta nói cầu tài lộc sức khỏe, nhất là tình duyên đó cả nhà, thì là vô cùng linh nghiệm đó cả nhà nha. Đó, thì đây động ba cô này mỗi nơi có thờ các vị Phật cũng như là các vị thánh xung quanh khác nhau. Đó, trên đây còn rất là nhiều tượng linh sơn thánh mẫu nè cả nhà, mỗi nơi thờ một bức tượng. Mình nhìn cái hang động nó âm mưu quyền bí nó sao sao cả nhà, khi mình đến đây mình thấy nó rất là ma mị nha. Mày nói giọng quá nó mang dép luôn. Mình nó xuống mình lên đi qua. Cảm ơn như đà bầu. Cảm ơn như đà bầu. Cái này thành nhũ. Mình không đào. Đi lên đi em trai ơi. Chị qua được mà không lấy con qua không được. Hang mày đẻ chứ qua được mới hang mày xuống được. Được. Nè mày nhìn đi. Thằng mày tới này, nó qua được mà. Con nhỏ là sao? Con nhỏ sao còn dữ nữa hả? Trời đẹp gái qua được luôn nè đó. Không lẽ là qua không được. Nó cái bự hơn luôn hả? Nó còn qua được luôn kìa. Mình phải chua cái hang này nè, trên dưới là nó cái gì, cái gì. Hả? Đi qua được kìa. Đi nào. Nó bà cô đi linh lắm nha. Bạn muốn cầu cái gì đó thì cầu đi. Núi Bà Đen này chỗ nào cũng là đất địa linh thiêng hết. Con cầu mong bà cô độ cho con được thật nhiều sức khỏe. Động này cũng rất là hay ha, thông thương từ đường này tới cái đường khác. Mình chia sẻ cho cả nhà mình xem từ chờ mình đi á, mình thấy nó liền liền với nhau trong một cái hang động rồi cả nhà. Mình đi từ bên đây mình có thể chỗ qua tới bên chùa Quan Âm luôn nha cả nhà, nếu mà đi đường ở trong cái hang động này. Đó, nhìn nó tối tối, nhìn nó hay hay, nhìn nó tiên tiên Phật Phật, nhìn nó ma ma mị mị sao đó cả nhà. Nghe nói hồi trưa xước thì ở cái hang động Ma Cô này, ở chỗ cái đường đi này nó rất là lớn nha cả nhà. Ở đây là một cái rễ của cái gốc cây sung đó cả nhà. Bây giờ càng ngày thì nó càng lớn lên, nên là cái lỗ hang này nó nhỏ lại. Thì mọi người chui qua đây hơi khó khăn tí xíu, nhưng Hiệp Thành này cũng rất là to nha. Mình chui qua đây được thì mình nghĩ cả nhà cũng sẽ đi qua được. Thử một lần xem sao nghe cả nhà. Đó, bây giờ mình sẽ chui qua đây là bên phía bên ngoài đây là chùa Quan Âm nha cả nhà. Ôi, giờ này cái gì mọi người ở đây đây làm cái gì rất là đông nè. Rất là ngạc nhiên chưa. Đó, đúng là ban đêm ở tại núi Bà Đen thì rất là nhiều điều kỳ lạ. Giờ này mà 1 giờ rồi, hơn 1 giờ mà mọi người ở đây rất là đông đúc, đang cầu nguyện tại chùa Quan Âm cũng như tại chân động Ma Cô nè cả nhà. Còn cái cây này, cái cây gì người ta treo cái dải đỏ lên đây cầu may mắn. Quá trời luôn, đẹp quá cả nhà ơi. Đi trên đường hang mình sẽ lên chỗ này. Đây là điện Ba Cô, miếu Tà Thần. 1:22. Đường Linh Sơn. Còn đây là chùa Quan Âm. Đó, mình sẽ bước vào trong chánh điện của chùa Quan Âm.
trước mặt mình là tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát tự tại ngồi trang nghiêm từ bi ngay chính điện, nhìn rất là đẹp ha cả nhà. Đây là chánh điện của chùa Quan Âm. Chùa được xây theo lối kiến trúc của người Khmer Nam Bộ. Chùa này thì tu theo hệ phái Nam Tông ha cả nhà. Ở đây là mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đệ tử Đệ bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đệ tử Đệ bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Mọi người ghi tên cầu an cầu siêu cho gia đình tại đây rất là đông ha. Còn bên đây là chắc mình nghĩ là nhóm đoàn phái đoàn hay là gia đình người ta vậy cả nhà. Đi người ta cúng giờ này cúng cầu an à, rất là đông nha. Ta đọc tên từng người trong gia đình hay sao, mình thấy một cái cuốn sổ gia phả rất là to, rất là bự luôn. Mọi người xung quanh đây đứng để cầu nguyện theo nè cả nhà. Rất là hay ha, rất là lạ nha. Mình dùm đi xuống như này. Thì xuống dưới là gì? Còn cái hang cũng rất là lạ ha. Đi mình cũng phải đi đi luồn từ đó mà lên trên này, qua đây xuống đây luôn. Hay thiệt chứ. Giờ này giấy linh lắm á, con giấy đi. Tên gì tuổi gì, cầu tài cầu lộc gì đó, bốn mạng tình duyên gì, cái đạo này đó. Xin đặng quế keo. Chồng một cặp thôi. Hai cái ốc tài rồi. Ok. Xong chưa? Rồi. Chúng rồi đó. Xong xong rồi ta. Cái miếng út miếng ngựa bật lên mình ừ ngon rồi. Nhiều không? Nhiều. Không đi nhiều chừng keo. Lâu mà thái đi chứ tám. Tám là tài lọc hát rồi. Xăm số tháng mừng coi. Mình khỏi lấy về sao. Đường này mình lên động ba cô cũng được nha cả nhà. Nãy em thì Bích Thành đi đường vòng bên đây. Đó, giờ mình đi đường này cũng được. Giờ mình xuống núi nè. Còn phải xuống chỗ mình nghỉ nha. Giờ là 1:30 rồi cả nhà. Nghỉ sáng mình tiếp tục hành trình. Mình cũng đi chia sẻ một vòng với các anh em mình xem là 1:00 hết ở phải núi Bà Đen thì mọi người thích ngủ quan âm tự đi khỏi gần tay luôn hả. Hello heo, heo ơi quay lên cái heo lên cái cưng ừ, đi xuống. Ôi đi xuống đi, ăn coi gì, đi. Ừ, đi luôn đi, ai bắt khỏi đâu. Xuống. À, đủ uống rượu luôn nha. Mình cũng chia sẻ cho cả nhà mình biết, nếu mà có lên chùa hang tại Tây Ninh, mình ở trên núi ban đêm mình sẽ trải nghiệm như thế nào.
Mình thấy mọi người lên trên núi này nếu mà ngủ qua đêm là mình thấy ngủ bụi là nhiều nha cả nhà. Nó chảy một chiếc chiếu, văng một cái võng hay là chảy một miếng bạc, rồi nằm ngủ vài tiếng thì sáng lại chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình leo núi, viếng chùa, lại Phật. Thì mình thấy cũng rất là hay. Lâu lâu mình cũng có một cái chuyến trải nghiệm như thế này để cuộc đời có những cái kỷ niệm đáng nhớ. Những trận hành trình mình đi qua thì tự bản thân mình có trải nghiệm, chứ không có ai có thể thay thế. Từng khoảnh khắc mình cảm thấy nó rất là hay. Đếm được bao nhiêu bậc? Đếm được bảy mấy bậc à? Xong rồi tắt thở. Quên hết bao nhiêu bậc. Không, mình... thấy à, thấy là mình là niệm Phật thì chắc cứu hơn, khỏi đếm đi. Nào tới tới đi chứ. Đếm lỡ bảy mấy tám chục tắt thở rồi sao nhớ. Đi xuống bạn. Đi xuống dễ nè. Thấy làm như nó buồn ngủ nó đi. Nó đi nó bị sụi lơ cắn cuốc á heo. Rồi tới rồi. Nó muốn lên tít nè. Không phải gì đâu nha, mà nó tin tưởng trời Phật nha. Tin vào cái gì đó tâm linh huyền bí nha. Giờ này vẫn còn người thức đang trên đường tiến thẳng tới động Ba Cô đây cả nhà. Đâu chỉ có riêng Hiệp Bích Hành thức không đâu. Đó, thì Hiệp Bích Hành cũng đã đi một vòng để chia sẻ cảnh đêm tại động Ba Cô cũng như là núi Bà Đen để cho cả nhà mình cùng thưởng thức. Nếu cả nhà mình thấy video hay thì nhớ bấm like, chia sẻ, ủng hộ và đăng ký kênh cho Hiệp Bích Hành làm động lực có tinh thần để làm tiếp những cái video hay khác để đến cho cả nhà mình cùng xem đó cả nhà. Cảm ơn cả nhà mình thật là nhiều nha. Chúc cả nhà mình lúc nào cũng luôn luôn vui vẻ, tràn đầy sức khỏe và thật là nhiều may mắn trong cuộc sống nha cả nhà. Thì sáng mai Hiệp Bích Hành sẽ lên đỉnh Phù Vân Sơn để săn mây, chia sẻ cho cả nhà mình xem để cả nhà mình biết là săn mây trên đỉnh Phù Vân Sơn vào buổi sáng như thế nào. Cả nhà mình tiếp tục xem theo dõi phần tiếp theo của Hiệp Bích Hành VN du lịch tại đỉnh núi Bà Đen nha cả nhà. Đây là một chuyến du lịch trải nghiệm ngủ bụi tại đỉnh núi Bà Đen. Cả nhà mình xem ai giờ này cũng lăn đùng ra ngủ hết. Mệt mỏi giờ không biết mình đang nằm đâu ngủ đâu, đang về thế Tây Ninh hay là Tây Phương đây. Một chút xíu này Hiệp Thành cũng sẽ giống như những người này đều lăn ra ngủ như thế này luôn. Ngủ bụi thật là thú vị đó cả nhà ơi.